Phải thắng lợi của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy giữ sức để cùng hô vang một thời khắc rất quan trọng đó. Việt Nam vô địch rồi, không phải đá nữa. Mẹ vẫn nhớ. Lên đi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra dấu hiệu cho Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, sướng quá. Sôi động nhất ở trên sân, các học trò luôn cần cái đồng hành. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người lạnh lùng nhất. Và khi mà các học trò đã ăn mừng chiến thắng thì ông ngồi yên tận hưởng cảm giác chiến thắng đó một cách thật sự là đặc biệt. Vâng, các bạn Thái Lan, các bạn rất xuất sắc, nhưng ngày hôm nay chúng tôi xuất sắc hơn, kiên trì hơn, bền bỉ hơn và một đặc biệt hơn. Ngày thứ bảy 21/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng với thắng lợi 1-0. Ngày chủ nhật 22/5 thì đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giành huy chương vàng với chiến thắng tương tự. Hay quá nhỉ. Nữ chiến thắng trước và nam chiến thắng sau là đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Năm hồ chúng ta bùng nổ nhâm dần. Rồi, quá thành công luôn rồi. Hay quá. Số 17 tuyệt vời. Và sau đó đội tuyển nữ bảo vệ thủ môn Văn Toàn tuyệt vời. Và đến giờ thầy Phát đang ôm từng người một để cảm ơn vì họ đã chiến đấu như những chiến binh. Bây giờ thì mọi góc sân và khoảng trời tại Mỹ Đình đang thuộc về U23 Việt Nam. Còn ở một góc riêng thì Jonathan Kennedy đang phải gặp nhấm nỗi buồn. U23 Thái Lan cho thấy họ là một đội bóng xuất sắc, nhưng ngày hôm nay thì những cái đầu tấn tài giỏi quá, chuyền bóng quá. Quá đẹp. Những thủ chiến thuật chặt chẽ đã mang đến niềm vui này dành cho bóng đá Việt Nam. Phan Tuấn Tài đã khóc. Có lẽ Tuấn Tài sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc vào đây. Hình ảnh quá đẹp. Đổi áo đi. Đổi áo cho nhau đi. Xuất hiện với các đồng đội của anh đôi nam. Và chúng ta sẽ nhớ về Spinazzola của Italia đã lên nhận huy chương Euro với đôi đạt. Và ngày hôm nay Lê Văn Xuân chắc chắn cũng đã truyền cho các đồng đội của mình một sức mạnh tinh thần. Số 2. Lê Văn Xuân, Xuân Hiếu. Xuân Hiếu ơi, Hồng Nhung ơi, ra xem đi. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng luôn đứng dậy để cổ vũ cho các cầu thủ ở giữa sân thi đấu, và đó là điều mà rất nhiều những cổ động viên Việt Nam ngày hôm nay đều làm. Jonathan Kennedy đã làm tất cả gì có thể, giống như đội bóng của anh là một đội bóng hoàn hảo. Nhưng cho đến khi gặp Việt Nam của chúng ta, và chỉ hoàn hảo khi gặp Việt Nam của chúng ta thôi. Niềm vui của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, của thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam bước ra sân thì đấy, mưa đã tạnh.
Đấy, sân và rất bây đẹp. Giờ thì bầu trời đêm này hoàn toàn sân rất đẹp và sân rất khô. Nếu mà sân ướt là sức của Việt Nam bị hao. Những xúc cảm của